Sự hoài nghi đó là thứ rất nhiều người trong số chúng ta đặt ra khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm huấn luyện viên Gom Okyun trở thành huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Trước ngày ông đến, chúng ta không có quá nhiều thông tin về vị chiến lược gia này. Tất cả những gì chúng ta được biết về huấn luyện viên Gom Okyun chỉ là ông từng làm trợ lý của đội U23 Hàn Quốc trong chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á hồi năm 2018. Chính ông cũng từng đụng độ với U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo và giành chiến thắng trong cuộc đối đầu đó. Bản CV của huấn luyện viên Gom Okyun khi đến với U23 Việt Nam chỉ toàn là những chức danh trợ lý. Ông từng có thời gian phục vụ huấn luyện viên Shin Tae-yong ở bóng đá Indonesia. Ít ai biết vị chiến lược gia này được công ty DJ Management, công ty chủ quản đứng sau huấn luyện viên Park Hang-seo, giới thiệu cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bản lý lịch trích ngang của huấn luyện viên này gồm có những gạch đồng dòng sau. Là thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển U17, U20, U23 Hàn Quốc từ năm 2016 đến 2019. Là trợ lý huấn luyện viên Shin Tae-yong khi ông sang dẫn dắt bóng đá Indonesia. Chấm hết, đó là tất cả những kinh nghiệm của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đó là tất cả những kinh nghiệm của huấn luyện viên Gom Okyun trước khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S và làm việc. Hành trang của ông mang đến đây chỉ toàn là chức danh trợ lý và U23 Việt Nam mới là đội bóng đầu tiên ông làm huấn luyện viên trưởng. Ngày nhậm chức, vị huấn luyện viên sinh năm 1974 từng thổ lộ hy vọng lớn nhất là ông có thể mang vinh quang về cho U23 Việt Nam. Ông gửi lời chúc mừng đến những thành công của các cầu thủ U23 khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Dù vậy, huấn luyện viên Gom cũng đã rào trước về một loạt những sự thay đổi về hệ thống chiến thuật. Sự thay đổi rõ rệt nhất đến từ cách vận hành đội bóng với chiến thuật 4 hậu vệ thay vì 3 trung vệ dưới thời ông Park. Những cầu thủ U23 Việt Nam vừa bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games khi đó sẽ phải làm quen lại với hệ thống này. Sau cùng, huấn luyện viên Gom Okyun tuyên bố: "Tôi mong các thủ thi đấu hết mình, kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm. Còn các bạn cứ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia." Một câu nói đơn giản nhưng cũng đầy tính trách nhiệm. Đó là điều không dễ để thực hiện bởi khi thất bại xảy đến, nhiều người có xu hướng trốn tránh nó hoặc đẩy trách nhiệm cho một yếu tố khác. Huấn luyện viên Gom Okyun không như vậy, hoặc ít nhất ông thể hiện mình không phải là người như vậy. Còn với cầu thủ, họ đã có những cảm nhận đầu tiên về người thầy sắp tới của mình. Ông đã dạy cho cầu thủ một bài học đầu tiên: hãy cứ tự tin chơi hết mình, tội vạ đầu tôi chịu. Quãng thời gian đầu tiên của huấn luyện viên Gom Okyun với bóng đá Việt Nam không hề suôn sẻ. Ông sẽ phải làm thế nào để 14 cầu thủ đang tập trung tại Hà Nội, hay còn biết đến với tên gọi là đội Olympic Việt Nam, có thể ăn khớp, chơi cùng một thứ bóng đá, tư duy cùng một kiểu chiến thuật với 11 cầu thủ vừa trở về từ SEA Games? Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng vì từ sơ đồ 3 trung vệ chuyển sang sơ đồ 2 trung vệ, mọi thứ đều phải thay đổi. Khối lượng những vấn đề thì còn quá nhiều, trong khi thời gian còn lại thì là quá ít. Thật may là U23 Việt Nam còn có cơ hội để cọ sát, để chốt lại nhân sự trước khi bước vào hành trình vòng chung kết U23 châu Á. Trận giao hữu duy nhất của binh đoàn Rồng Vàng trước đối thủ U23 UAE, chúng ta để thua với tỷ số 0-3. Chẳng một ai biết được những diễn biến trận đấu đó ra sao, các cầu thủ chơi thế nào. Dẫu biết trong những trận giao hữu, kết quả không phải là điều quan trọng nhất, nhưng để thua với một tỷ số đậm như vậy cũng khiến nhiều cổ động viên hoang mang. Cần biết, kể cả trong những trận giao hữu dưới thời ông Park, mọi cấp độ của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ để thua đến 3 bàn không gỡ như vậy cả. Nó biến những lời phát biểu của ông Gom sau đó như một lời khống chế. Ông cho biết cầu thủ vẫn chơi tốt, vẫn đảm bảo tính chiến thuật đề ra, nhưng người hâm mộ không được nhìn thấy, không được cảm nhận và không được kiểm chứng về tất cả những điều đó. U23 Việt Nam bước vào chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á trong một sự hoài nghi rất lớn như vậy. Có thêm cả những lo lắng nữa, vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta, U23 Thái Lan gọi toàn những hào thủ được về để phục vụ. Họ có sự bổ sung rất chất lượng từ những cầu thủ đang chơi tại Thái League và cả những ngoại binh đang chơi bóng ở châu Âu. U23 Việt Nam mới lạ và ngổn ngang, e là lành ít dữ nhiều khi bước vào chiến dịch này. Nhưng huấn luyện viên Gom Okyun đã chứng minh tất cả những sự hoài nghi đó đều là vô cớ. Đến giờ chúng ta không cần phải nhắc lại hành trình đó, dù nó có dừng lại ở vòng tứ kết, nhưng những gì huấn luyện viên Gom Okyun đã đem đến cho thấy sự tươi mới của bóng đá Việt Nam. Hãy nói đến cách ông Gom sử dụng nhân sự trong hành trình vừa qua. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc biết cách chọn lọc những gì tốt nhất từ U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games để lắp ghép vào hệ thống chiến thuật ông đang có. Ở đó chỉ có mình Vũ Tiến Long được coi như phát hiện mới, còn trường hợp của Quan Văn Chuẩn là câu chuyện mang tính thời thế. Nhưng chính những lựa chọn đó, cộng thêm màn trình diễn chói sáng của những Việt Anh Thanh Bình hay Tuấn Tài đã giúp U23 Việt Nam tạo ra một cột mốc là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng mà không để thua trận đấu nào. Chính huấn luyện viên Gom Okyun là người đã đưa tên tuổi của Văn Khang, Văn Trường, Lương Duy Cường bước ra ánh sáng. Họ chơi ở những vị trí không phải sở trường nhưng vẫn phát huy những điểm mạnh nhất để đem về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Dưới bàn tay của phù thủy Gom Okyun, các thủ chơi thì bóng đá đẳng cấp hơn hẳn. Họ biết cách pressing tầm cao, biết cách quay đối thủ để khiến đối phương phải bối rối. Họ biết làm thế nào để hạn chế sức mạnh của đối thủ dù cho hàng thủ đã vơi đi một người. Ở đó, bộ đôi Thanh Bình Việt Anh tưởng như sẽ bị phơi bày nhiều điểm yếu hơn khi chỉ có một tấm lá chắn ở trước mặt.
Nhưng sự thật như bạn cũng đã thấy, cách vận hành sơ đồ 4-1-4-1 của ông Gong như một chất xúc tác để hai trung vệ trẻ hàng đầu hiện nay thể hiện tối đa khả năng. Đẳng cấp và sự hiện đại của U23 Việt Nam được bộc lộ qua hai yếu tố: khả năng xử lý bóng, một chạm và khả năng chơi chân của thủ thành Quan Văn Chuẩn. Không phải trước một U23 Malaysia quá yếu đuối để lên giữa sân đá mà đâu nhé. Hãy nhìn vào bản đồ chuyền bóng của Quan Văn Chuẩn trong trận gặp Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu đó, thủ thành này đã thực hiện đến 33 đường chuyền, với 14 trong số đó là những đường chuyền ngắn. Dù tỷ lệ chính xác của nó chỉ xấp xỉ 70%, nhưng nó giúp chúng ta hình dung được phần nào về sự hiện đại của U23 Việt Nam dưới thời ông Gồng. Đó là một điều rất cần thiết trong bối cảnh nhà nhà pressing, người người thích dùng thủ môn biết chơi trần. AFC thường ngợi ca cú dứt điểm của Văn Tùng chẳng khác nào siêu phẩm của Van Basten tại Euro năm 1988. Tất nhiên, sự so sánh đó hơi mang tính cường điệu hóa, nhưng đó là đẳng cấp của một cầu thủ trẻ, của cả một thế hệ U23 Việt Nam hiện tại đã được thầy Gồng mở khóa. Và để làm được điều đó, hãy quay trở về với bài học đầu tiên của vị chiến lược gia này: hãy tin vào bản thân mình. Huấn luyện viên Gồng Okyeon không nói chơi khi nhắc các học trò về tấn công để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Ông cũng không đùa khi nói binh đoàn Rồng Vàng sẽ mạo hiểm trước U23 Ả Rập Xê Út để giành chiến thắng. Khi một huấn luyện viên đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ như vậy, chẳng có lý do gì để họ không tin vào chính mình và tạo ra những điều không tưởng. 17 ngày làm việc với U23 Việt Nam, chúng ta chưa thể có cái nhìn sâu sắc nhất về huấn luyện viên này. Chỉ biết cựu cầu thủ từng khoác áo Dejong Citizen luôn xuất hiện với nụ cười thường trực, luôn bắt đầu với những buổi họp báo bằng mệnh đề cảm ơn hoặc xin lỗi. Khi thắng, ông cho đó là thành công của các cầu thủ. Khi thua, ông nhận mình là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Sau khi hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á kết thúc, thông tin được truyền thông Việt Nam chia sẻ khiến tất cả bất ngờ. Đó sẽ là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Gồng Okyeon dẫn dắt U23 Việt Nam. Hợp đồng của ông còn với bóng đá Việt Nam đến tháng 3 năm 2023, nhưng do ASEAN bị hoãn, ông sẽ không còn trận đấu chính thức nào với các cầu thủ trẻ. Quyết định sẽ tiếp tục gắn bó hay không sẽ tùy thuộc vào VFF. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có đánh giá về mặt năng lực và theo điều khoản hợp đồng, đôi bên sẽ thương thảo về quyết định này một tháng rưỡi trước khi hợp đồng đáo hạn. Vậy điều gì sẽ chờ đợi huấn luyện viên Gồng Okyeon sau khi vòng chung kết U23 khép lại? 17 ngày qua giúp chúng ta có những cái nhìn thiện cảm về huấn luyện viên 48 tuổi. Đã có rất nhiều tín hiệu khả quan và tích cực được ông Gồng đem lại, nhưng mọi chuyện vẫn cần những sự kiểm chứng. Có nhiều ý kiến cho rằng nếu huấn luyện viên Park Hang-seo rời bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Gồng Okyeon là người thích hợp nhất trong vai trò thay thế. Chẳng thành công nào là mãi mãi và bóng đá cần phải có sự tiếp nối. Những gì ông Gồng đã tạo ra đủ để tiếp nối thành công của ông Park để lại với một thế hệ những cầu thủ trẻ đang khẳng định mình. Nhưng vị chiến lược gia này cần nhiều thời gian hơn, cần nhiều màn va đập hơn để thích nghi với các cầu thủ và khẳng định bản thân. Nhưng có lẽ chuyến phiêu lưu của thầy Gồng với bóng đá Việt Nam sẽ còn tiếp diễn. Nó không thể kết thúc chóng vánh và dang dở như vậy được vì quá nhiều những ấn tượng mà vị chiến lược gia này đã tạo ra.